Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với video về luật hấp dẫn sử dụng những câu khẳng định khiến cho người yêu cũ nhanh chóng quay trở lại với các bạn. Các bạn thân mến, trong quá trình mà muốn quay lại với người yêu cũ ấy thì nó cần rất là nhiều. Đó chính là cái sự bình tĩnh trong tâm lý của các bạn. Vì nếu mình hấp tấp vội vàng thì nó sẽ không có được kết quả mình muốn. Và chúng ta không nên phụ sự theo những cảm xúc nhất thời, là mình đang hoang mang, mình đang sợ hãi, mình đang lo sợ, xong rồi mình cứ càng liên hệ với người ta thì mình sẽ càng hụt hẫng hơn. Cái điều quan trọng là chúng ta phải tìm được cái sự bình yên và cảm giác thoải mái trong chính trái tim của mình. Từ đó mới chuyển cái nguồn năng lượng tốt đẹp ra ngoài vũ trụ và khiến cho cái lộ trình của chúng ta, cái quá trình quay lại với người cũ được nhanh hơn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe và đọc theo nếu các bạn có thể đọc theo. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái cảm xúc của các bạn, hòa mình vào đấy để biết rằng hạnh phúc đang chờ đón các bạn. Các bạn hãy giang tay để đón nhận nó nhé. Sau tất cả những biến cố, chúng tôi đã quay trở về bên nhau. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn và dành cho nhau tình yêu chân thành nhất. Người ấy nhận ra tôi chính là người mà người ấy muốn gắn bó trong cuộc đời. Không bao giờ người ấy muốn mất tôi một lần nào nữa trong cuộc đời. Nhờ khoảng thời gian này mà người ấy đã nhận ra giá trị của tôi, nhận ra tình yêu của tôi, nhận ra tôi chính là hạnh phúc của họ. Tôi rất cảm ơn quãng thời gian khó khăn này, nhưng lại rất ý nghĩa. Bởi từ đó mà chúng tôi biết được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để từ đó mà người yêu tôi thay đổi và biết trân trọng, yêu thương tôi hơn. Sau những biến cố, tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Sau những biến cố, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Bởi chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Khó khăn không thể cản bước được chúng tôi. Khó khăn chỉ khiến cho tình yêu này ngày càng mãnh liệt. Tôi biết rằng tôi là một người tỉnh táo, trí tuệ trong tình yêu. Tôi ứng xử đúng, kiên nhẫn với ứng xử của mình. Và ngày hôm nay tôi đã đạt được kết quả mà mình mong muốn. Tôi tự hào vì những gì mình đã trải qua. Tôi may mắn, hạnh phúc và giang tay đón nhận những điều tốt đẹp mà người ấy trao đến cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã quay trở về với nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau một tình yêu chân thành nhất. Tôi rất hạnh phúc vì đến bây giờ tôi đã có được thứ tôi muốn trong tình yêu. Đó là một tình yêu đích thực, một tình yêu trải qua những biến cố mà yêu thương nhau nhiều hơn. Sau tất cả những biến cố, chúng tôi đã quay trở về bên nhau. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn và dành cho nhau tình yêu chân thành nhất. Người ấy nhận ra tôi chính là người mà người ấy muốn gắn bó trong cuộc đời. Không bao giờ người muốn mất tôi một lần nào nữa trong cuộc đời. Nhờ khoảng thời gian này mà người ấy đã nhận ra giá trị của tôi, nhận ra tình yêu của tôi, nhận ra tôi chính là hạnh phúc của họ. Tôi rất cảm ơn quãng thời gian khó khăn này, nhưng lại rất ý nghĩa. Bởi từ đó mà chúng tôi biết được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để từ đó mà người yêu tôi thay đổi và biết trân trọng, yêu thương tôi hơn. Sau những biến cố, tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Sau những biến cố, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Bởi chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Khó khăn không thể cản bước được chúng tôi. Khó khăn chỉ khiến cho tình yêu này ngày càng mãnh liệt. Tôi biết rằng tôi là một người tỉnh táo, trí tuệ trong tình yêu. Tôi ứng xử đúng, kiên nhẫn với ứng xử của mình. Và ngày hôm nay tôi đã đạt được kết quả mà mình mong muốn. Tôi tự hào vì những gì mình đã trải qua. Tôi may mắn,
hạnh phúc và giang tay đón nhận những điều tốt đẹp mà người ấy trao đến cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã quay trở về với nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau một tình yêu chân thành nhất. Tôi rất hạnh phúc vì đến bây giờ tôi đã có được thứ tôi muốn trong tình yêu. Đó là một tình yêu đích thực, một tình yêu trải qua những biến cố mà yêu thương nhau nhiều hơn. Sau tất cả những biến cố, chúng tôi đã quay trở về bên nhau. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn và dành cho nhau tình yêu chân thành nhất. Người ấy nhận ra tôi chính là người mà người ấy muốn gắn bó trong cuộc đời. Không bao giờ người ấy muốn mất tôi một lần nào nữa trong cuộc đời. Nhờ khoảng thời gian này mà người ấy đã nhận ra giá trị của tôi, nhận ra tình yêu của tôi, nhận ra tôi chính là hạnh phúc của họ. Tôi rất cảm ơn quãng thời gian khó khăn này, nhưng lại rất ý nghĩa. Bởi từ đó mà chúng tôi biết được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để từ đó mà người yêu tôi thay đổi và biết trân trọng, yêu thương tôi hơn. Sau những biến cố, tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Sau những biến cố, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, bởi chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Khó khăn không thể cản bước được chúng tôi. Khó khăn chỉ khiến cho tình yêu này ngày càng mãnh liệt. Tôi biết rằng tôi là một người tỉnh táo, trí tuệ trong tình yêu. Tôi ứng xử đúng, kiên nhẫn với ứng xử của mình. Và ngày hôm nay tôi đã đạt được kết quả mà mình mong muốn. Tôi tự hào vì những gì mình đã trải qua. Tôi may mắn, hạnh phúc và giang tay đón nhận những điều tốt đẹp mà người ấy trao đến cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã quay trở về với nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau một tình yêu chân thành nhất. Tôi rất hạnh phúc vì đến bây giờ tôi đã có được thứ tôi muốn trong tình yêu. Đó là một tình yêu đích thực, một tình yêu trải qua những biến cố mà yêu thương nhau nhiều hơn. Sau tất cả những biến cố, chúng tôi đã quay trở về bên nhau. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn và dành cho nhau tình yêu chân thành nhất. Người ấy nhận ra tôi chính là người mà người ấy muốn gắn bó trong cuộc đời. Không bao giờ người ấy muốn mất tôi một lần nào nữa trong cuộc đời. Nhờ khoảng thời gian này mà người ấy đã nhận ra giá trị của tôi, nhận ra tình yêu của tôi, nhận ra tôi chính là hạnh phúc của họ. Tôi rất cảm ơn quãng thời gian khó khăn này, nhưng lại rất ý nghĩa. Bởi từ đó mà chúng tôi biết được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để từ đó mà người yêu tôi thay đổi và biết trân trọng, yêu thương tôi hơn. Sau những biến cố, tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Sau những biến cố, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, bởi chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Khó khăn không thể cản bước được chúng tôi. Khó khăn chỉ khiến cho tình yêu này ngày càng mãnh liệt. Tôi biết rằng tôi là một người tỉnh táo, trí tuệ trong tình yêu. Tôi ứng xử đúng, kiên nhẫn với ứng xử của mình. Và ngày hôm nay tôi đã đạt được kết quả mà mình mong muốn. Tôi tự hào vì những gì mình đã trải qua. Tôi may mắn, hạnh phúc và giang tay đón nhận những điều tốt đẹp mà người ấy trao đến cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã quay trở về với nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau một tình yêu chân thành nhất. Tôi rất hạnh phúc vì đến bây giờ tôi đã có được thứ tôi muốn trong tình yêu. Đó là một tình yêu đích thực,
một tình yêu trải qua những biến cố mà yêu thương nhau nhiều hơn. Sau tất cả những biến cố, chúng tôi đã quay trở về bên nhau. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn và dành cho nhau tình yêu chân thành nhất. Người ấy nhận ra tôi chính là người mà người ấy muốn gắn bó trong cuộc đời. Không bao giờ người ấy muốn mất tôi một lần nào nữa trong cuộc đời. Nhờ khoảng thời gian này mà người ấy đã nhận ra giá trị của tôi, nhận ra tình yêu của tôi, nhận ra tôi chính là hạnh phúc của họ. Tôi rất cảm ơn quãng thời gian khó khăn này, nhưng lại rất ý nghĩa. Bởi từ đó mà chúng tôi biết được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để từ đó mà người yêu tôi thay đổi và biết trân trọng, yêu thương tôi hơn. Sau những biến cố, tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Sau những biến cố, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, bởi chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Khó khăn không thể cản bước được chúng tôi. Khó khăn chỉ khiến cho tình yêu này ngày càng mãnh liệt. Tôi biết rằng tôi là một người tỉnh táo, trí tuệ trong tình yêu. Tôi ứng xử đúng, kiên nhẫn với ứng xử của mình. Và ngày hôm nay tôi đã đạt được kết quả mà mình mong muốn. Tôi tự hào vì những gì mình đã trải qua. Tôi may mắn, hạnh phúc và giang tay đón nhận những điều tốt đẹp mà người ấy trao đến cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã quay trở về với nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau một tình yêu chân thành nhất. Tôi rất hạnh phúc vì đến bây giờ tôi đã có được thứ tôi muốn trong tình yêu. Đó là một tình yêu đích thực, một tình yêu trải qua những biến cố mà yêu thương nhau nhiều hơn. Sau tất cả những biến cố, chúng tôi đã quay trở về bên nhau. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn và dành cho nhau tình yêu chân thành nhất. Người ấy nhận ra tôi chính là người mà người ấy muốn gắn bó trong cuộc đời. Không bao giờ người ấy muốn mất tôi một lần nào nữa trong cuộc đời. Nhờ khoảng thời gian này mà người ấy đã nhận ra giá trị của tôi, nhận ra tình yêu của tôi, nhận ra tôi chính là hạnh phúc của họ. Tôi rất cảm ơn quãng thời gian khó khăn này, nhưng lại rất ý nghĩa. Bởi từ đó mà chúng tôi biết được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để từ đó mà người yêu tôi thay đổi và biết trân trọng, yêu thương tôi hơn. Sau những biến cố, tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Sau những biến cố, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, bởi chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Khó khăn không thể cản bước được chúng tôi. Khó khăn chỉ khiến cho tình yêu này ngày càng mãnh liệt. Tôi biết rằng tôi là một người tỉnh táo, trí tuệ trong tình yêu. Tôi ứng xử đúng, kiên nhẫn với ứng xử của mình. Và ngày hôm nay tôi đã đạt được kết quả mà mình mong muốn. Tôi tự hào vì những gì mình đã trải qua. Tôi may mắn, hạnh phúc và giang tay đón nhận những điều tốt đẹp mà người ấy trao đến cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã quay trở về với nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau một tình yêu chân thành nhất. Tôi rất hạnh phúc vì đến bây giờ tôi đã có được thứ tôi muốn trong tình yêu. Đó là một tình yêu đích thực, một tình yêu trải qua những biến cố mà yêu thương nhau nhiều hơn. Sau tất cả những biến cố, chúng tôi đã quay trở về bên nhau. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn và dành cho nhau tình yêu chân thành nhất. Người ấy nhận ra tôi chính là người
mà người muốn gắn bó trong cuộc đời. Không bao giờ người muốn mất tôi một lần nào nữa trong cuộc đời. Nhờ khoảng thời gian này mà người ấy đã nhận ra giá trị của tôi, nhận ra tình yêu của tôi, nhận ra tôi chính là hạnh phúc của họ. Tôi rất cảm ơn quãng thời gian khó khăn này, nhưng lại rất ý nghĩa. Bởi từ đó mà chúng tôi biết được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để từ đó mà người yêu tôi thay đổi và biết trân trọng, yêu thương tôi hơn. Sau những biến cố, tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Sau những biến cố, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, bởi chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Khó khăn không thể cản bước được chúng tôi. Khó khăn chỉ khiến cho tình yêu này ngày càng mãnh liệt. Tôi biết rằng tôi là một người tỉnh táo, trí tuệ trong tình yêu. Tôi ứng xử đúng, kiên nhẫn với ứng xử của mình. Và ngày hôm nay tôi đã đạt được kết quả mà mình mong muốn. Tôi tự hào vì những gì mình đã trải qua. Tôi may mắn, hạnh phúc và giang tay đón nhận những điều tốt đẹp mà người ấy trao đến cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã quay trở về với nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau một tình yêu chân thành nhất. Tôi rất hạnh phúc vì đến bây giờ tôi đã có được thứ tôi muốn trong tình yêu. Đó là một tình yêu đích thực, một tình yêu trải qua những biến cố mà yêu thương nhau nhiều hơn. Sau tất cả những biến cố, chúng tôi đã quay trở về bên nhau. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn, và dành cho nhau tình yêu chân thành nhất. Người ấy nhận ra tôi chính là người mà người ấy muốn gắn bó trong cuộc đời. Không bao giờ người ấy muốn mất tôi một lần nào nữa trong cuộc đời. Nhờ khoảng thời gian này mà người ấy đã nhận ra giá trị của tôi, nhận ra tình yêu của tôi, nhận ra tôi chính là hạnh phúc của họ. Tôi rất cảm ơn quãng thời gian khó khăn này, nhưng lại rất ý nghĩa. Bởi từ đó mà chúng tôi biết được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để từ đó mà người yêu tôi thay đổi và biết trân trọng, yêu thương tôi hơn. Sau những biến cố, tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Sau những biến cố, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, bởi chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Khó khăn không thể cản bước được chúng tôi. Khó khăn chỉ khiến cho tình yêu này ngày càng mãnh liệt. Tôi biết rằng tôi là một người tỉnh táo, trí tuệ trong tình yêu. Tôi ứng xử đúng, kiên nhẫn với ứng xử của mình. Và ngày hôm nay tôi đã đạt được kết quả mà mình mong muốn. Tôi tự hào vì những gì mình đã trải qua. Tôi may mắn, hạnh phúc và giang tay đón nhận những điều tốt đẹp mà người ấy trao đến cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã quay trở về với nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau một tình yêu chân thành nhất. Tôi rất hạnh phúc vì đến bây giờ tôi đã có được thứ tôi muốn trong tình yêu. Đó là một tình yêu đích thực, một tình yêu trải qua những biến cố mà yêu thương nhau nhiều hơn.